Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc rằng là mũi Tina cao rồi thì tán lên rất là dễ đúng không? Nhưng mà Tina sẽ cho các bạn nhìn thấy luôn một người mẫu mà mũi cũng không quá cao, nhưng mình sẽ làm cho thành mũi cao luôn để các bạn thấy rằng là kể cả trường hợp mũi cao hay mũi không cao thì các bạn hoàn toàn có thể dùng sống mũi, cách phương pháp tán sống mũi mà Tina hướng dẫn cho các bạn để mình có thể tán được một cái sống mũi đáng yêu và xinh, thon gọn, dễ thương luôn. Hello Hiền. Đấy, xin chào mọi người. Đây là một cái mũi của người mẫu chúng ta, và chắc hẳn là trong số các bạn đây có rất nhiều bạn cũng quan tâm đến mình vì có mũi gần giống như thế này. Chung là Hiền là mũi cũng chưa được cao lắm, cho nên là Tina sẽ hướng dẫn các bạn cách mà làm với mũi chưa cao nha. Điểm này là điểm chúng ta cần vít lên nhất này, và điểm này vít lên nhất, và đây là điểm để cần làm cho cái sống mũi nó kéo cao lên. Đây là nơi cực kỳ là dễ gặp luôn, bởi vì là các bạn hay quên là sẽ đánh đây và đánh đây và quên mất cái cánh mũi này, và nếu như cánh mũi này mà chúng ta không quan tâm đến nó sẽ làm cho khuôn mặt của mình bị rơi cả cái mũi xuống, cảm giác nó vít xuống đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha. Đó, mình sẽ cho các bạn nhìn này, một hình tam giác đây, một chút ở đây, một chút ở góc này, và bên này mình cũng sẽ làm như thế này một xíu đây. Đó, đây mình sẽ chấm luôn điểm highlight cho các bạn có thể cảm nhận được luôn nha. Đấy, cách này nó sẽ làm cho mũi tạo ra một cái hình lập thể tốt hơn, và cảm giác là mũi của các bạn sẽ cao hơn. Mình tán luôn này. Bạn cứ đi nhẹ nhàng, bởi vì chất liệu da ướt ấy thì mới đầu mình sẽ cảm thấy hơi hoảng hốt một xíu, là bởi vì cảm thấy là ô sao nó khó tán thế này đúng không? Nhưng mà rất nhanh thôi, chúng ta sẽ tán rất là nhẹ nhàng. Và khi mà cái nền làm sống mũi này nó nhẹ nhẹ và nó tan dần trong mũi thì đó chính là lúc mà sống mũi của các bạn bắt đầu hiện lên. Chúng ta sẽ kéo cánh chéo nhé, kéo xuống một xíu này. Đấy, chéo. Mình sẽ đẩy cái chiều dốc của cái này xuống dưới và chiều ngắn lên trên. Mình sẽ đi theo chiều này, nó sẽ dễ dàng hơn. Các bạn thấy dễ không? Đó. Trong nữa mình sẽ dùng hai mình đẩy ngược ra, nên là mình cũng không lo lắm. Hơi chéo chéo cọ như này nhé, đánh chéo cọ như này nhé. Sau mình sẽ đi theo chiều như này, lên xuống như thế này. Và cách này nó sẽ làm cho hoàn toàn là các bạn sẽ có được một cái mũi cực kỳ tự nhiên và rất là khó nhận ra và sống mũi luôn. Đấy. Đây là phần sống mình đã làm xong. Mình sẽ làm tiếp đến phần highlight. Highlight mình có thể dùng một cái cọ nhỏ xíu này cũng được. Nhẹ nhàng như thế này. Đó. Mình có thể tán thêm một chút ở chán cũng được. Hoặc một cách nữa, các bạn hoàn toàn có thể dùng những cái cây mút như này để tán cho nó tự nhiên hơn. Đấy, rất là tự nhiên luôn. Càng cái ranh giới giữa sáng và tối ấy, nó càng tràn và tan vào nhau thì đó chính là cái độ tan tốt nhất các bạn nhé. Khi mình làm xong thì mình có thể thêm một chút cái sống mình lùi một xíu vào đây cũng được. Tất nhiên là mình sẽ tán chéo thế này, chứ mình không vuốt thẳng các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ cố gắng là làm theo cái kỹ thuật tán cọ như vậy. Đấy. Tức là hai bên sẽ vuốt vào đây, lên xuống như này. Đó. Thì các bạn thấy sẽ là cái mũi của mình nó bắt đầu đẹp lên. Tiếp theo, mình sẽ dùng highlight luôn, hoặc các bạn có thể dùng thêm phấn bột cũng được nhé. Thì là sẽ dùng highlight này. Mình sẽ chấm một xíu highlight ở đây. Và mình sẽ chấm vào cái điểm nào mà Hiền đang bị thấp nhất, đó chính là cái điểm này. Điểm ngang mắt là điểm khi mà mình chấm highlight đây thì nó sẽ có cái tạo ra một cái hiệu ứng là nơi nào cao thì nơi đấy sẽ bắt sáng các bé nha. Đó, bạn cứ làm này nhẹ nhàng này thôi. Và nếu các bạn muốn đầu mũi cao hơn thì mình có thể tán một chút ở đầu mũi để cảm giác nó sẽ nảy ra hơn. Rất là đẹp luôn. Nên anh giống em bé ở nhà này. Bạn này cho vào clip luôn nhỉ, cho tự nhiên nhỉ. Có thấy cao lên không? Cao. Mọi người thấy cao lên không? Trời ơi, đấy. Chỉ kiểu như là ba đường cọ, hai đường bông là chúng ta đã hoàn tất một cái mũi rất là xinh xắn như thế này rồi. Rồi đấy, mình hy vọng rằng cái tip này sẽ rất là hay ho và hữu ích, giúp cho các bạn có thể tự tin làm sống mũi đẹp hơn, trông xinh hơn và
bất cứ khi nào các bạn bước chân ra đường đều tỏa sáng và xinh đẹp như một nàng công chúa. Hy vọng rằng là các bạn sẽ like, subscribe và chia sẻ nhiều kênh YouTube của Tina để theo dõi nhiều tiếp hay hơn. Cảm ơn các tình yêu.